Ngày 20 tháng 8 năm 2021, Bộ Công Thương ban hành văn bản 5067 trên BCTXNK về việc xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc. Trong đó, Bộ Công Thương nêu rõ, để tạo thuận lợi cho công tác thông quan, tránh tình trạng ùn tắc, tồn động hàng hóa, phương tiện tại các cửa khẩu trên địa bàn các tỉnh biên giới phía Bắc, đề nghị các doanh nghiệp chuyển nhanh, chuyển mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa đi thị trường Trung Quốc sang hình thức chính ngạch. Thực tiễn cho thấy, hàng hóa xuất khẩu chính ngạch, mua bán theo hợp đồng, với người nhận và các điều kiện giao hàng rõ ràng giao hàng tại cửa khẩu quốc tế cửa khẩu chính quy cách hàng hóa và bao bì đáp ứng quy định của nước nhập khẩu có khả năng thông quan thuận lợi hơn rất nhiều so với hàng hóa vận chuyển lên biên giới để xuất khẩu theo hình thức trao đổi cư dân tại các cặp chợ đường biên trường hợp vì lý do khách quan nên chưa thể chuyển ngay sang xuất khẩu chính ngạch bộ công thương đề nghị chỉ vận chuyển hàng lên biên giới khi đã có thỏa thuận với khách mua hàng địa chỉ tiêu thụ rõ ràng đối với nông sản cần phối hợp với bên mua để phân loại đóng gói sử dụng bao bì Nhãn mác phù hợp với yêu cầu của thị trường nhập khẩu ngay tại khâu sản xuất, đáp ứng các quy định về tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, quy xuất nguồn gốc và mã số vùng trồng để giúp đẩy nhanh tiến độ thông quan.